máy rửa bát Bosch hiện nay đang giành được nhiều sự quan tâm của tất cả những người tiêu dùng. Trong đó, việc đưa lên bàn cân để so sánh máy rửa bát Bosch Series 6 và Series 8 đang trở thành vấn đề nóng được quan tâm. Hãy cùng Bluehome so sánh máy rửa bát Bosch Series 6 và Series 8. Điểm chung của máy rửa bát Bosch Series 6 và Series 8 là đều cùng được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức và sở hữu những tính năng tuyệt vời sau: hệ thống Aqua Stop tự động ngắt nước khi có hiện tượng rò rỉ xảy ra, Aqua Sensor giúp điều chỉnh mức nước tùy theo số lượng và mức bẩn của chén bát, Loss Sensor tiết kiệm nước đáng kể cho gia đình khi bạn rửa các đồ gia dụng nhỏ, hệ thống Home Connect giúp điều khiển từ xa hỗ trợ rửa chén bát tốt nhất, chế độ diệt khuẩn cực kỳ an toàn và có lợi cho sức khỏe Hygiene Plus luôn sẵn sàng phục vụ, chế độ rửa nhanh hơn bình thường tới 66% Vario Speed Plus. Điểm khác biệt giữa máy rửa bát Bosch Series 6 và Series 8 là: đầu tiên là máy rửa bát Bosch Series 6. Bạn điều khiển cơ và cảm ứng TFT nằm ở phần thân máy giúp cho người sử dụng dễ dàng thao tác và theo dõi, gồm 8 chương trình rửa với máy cảm ứng, 6 chương trình rửa với phím cơ, độ ồn dao động từ 42 đến 45 decibel. Máy rửa bát sẽ tiêu thụ từ 8 đến 12 lít nước cho một chương trình rửa, gồm 3 dàn tiện lợi, có đèn ở cửa thuận tiện cho việc quan sát. Với máy rửa bát Bosch Series 8, có 2 màn hình, một màn hình TFT nằm trên thân máy, một màn hình với thiết kế ẩn bên trong máy. Tương tự như máy rửa bát Bosch Series 6 nhưng có thêm rửa ly thủy tinh và tính năng Hygiene Plus, độ ồn từ 38 đến 42 decibel, tiêu thụ từ 8 đến 10,5 lít nước cho một chương trình rửa. 3 dàn rửa, thiết kế hệ thống giá đỡ rack maxi có thể chứa được vật lớn, tích hợp đèn chiếu sáng trong lồng máy, cơ chế hoàn toàn tự động khi mở cửa. Trên đây là sự so sánh giữa máy rửa bát Bosch Series 6 và Series 8, giúp mọi người dễ dàng lựa chọn máy rửa bát phù hợp với căn bếp nhà mình.